chuyển được chiếc ghế Univen Univen Unicorn vào được cho nhà ấy rồi. Thực sự may mắn là cái ghế này nó có chân này, nó có bánh này, chứ không là con bọ cạp ấy, nó là bốn cái chân bọ cạp, 4-5 cái chân. Chứ bây giờ mình để phòng ấy nhá. Úi dồi anh em ơi, vừa mới ngủ dậy sau một giấc gọi là giấc ngủ nồng buổi trưa xong thì bị gọi ngay sang bên Lê Thanh Nghị, bởi vì là vừa có một vị khách mua bên mình một bộ máy 200 triệu anh em ạ, 200 triệu nhá. Và bây giờ cùng xem là bộ máy 200 triệu thì có gì hay ho anh em nhá. Úi dồi, nói là 200 triệu thì 200 triệu thôi, nhưng mà thực ra anh em sẻ nửa cái đấy cho mình đi. Bởi vì vị khách ngày hôm nay mua một bộ ghế, tính là bộ ghế của Cluven anh em ạ. Bộ ghế mà giống cái kiểu mà bọ cạp mà mình đã từng review cho anh em xem ấy. Nhưng mà cái bộ này là bộ khác, bộ này là bộ Unicorn. Thì cái ghế đó 1 triệu rồi. Và cái bộ PC của anh ấy là một bộ PC 100 triệu nữa anh em nhá. Và trong bộ PC 100 triệu ấy, chúng ta sẽ có CPU i9 này, 3080 này, Z690 này, tản nhiệt 240 này và rất là nhiều thứ khác. Anh em bảo là ui dồi, làm gì sao, ui sao mà đắt thế. Anh em ơi, lầm rồi nhá. Ok, i9-3080 nói vậy thôi, nhưng mà đồ đây toàn đồ Asus, ROG, TUF, ProArt đầy đủ cả thôi. Anh em tận 3 cái màn hình nhá, 3 cái màn hình, trong đó có 2 cái ProArt, 1 cái TUF. Ngoài ra các bạn sẽ còn có, anh em nhìn cái tản nhiệt này biết ngay là loại đắt tiền. Và một cục nguồn 1200W nữa, cộng nhá. Một ổ cứng SSD 500GB 980 Pro, một ổ 1T cũng 980 Pro luôn. Và hai kit RAM, mỗi kit 64GB lên tổng cộng là 128GB. Anh em nghe thì đã thấy là cái cấu hình nó đã quá là kinh khủng rồi đúng không ạ? Thế nên là bây giờ hãy cùng mình build bộ máy này nhá. Chúng ta có đây, TUF Z690. Mình đã review cái này rồi, ở trên quick review ấy thì con này rất là tốt, rất là ngon. Hiệu năng ổn này, có thể cân được 12.900K thoải mái, không vấn đề gì cả. Và nếu mà anh em nào đang thiếu một giải pháp rẻ tiền, ngon nghẻ, vẫn dùng DDR4 thì con này rất ngon. Về CPU vẫn như thường lệ, đó chính là 12.900K anh em ạ. Chiếc CPU này thì đúng là không thể bàn cãi được rồi. Một con CPU có thể nói là khỏe nhất bây giờ. Và tương lai thì nó sẽ vẫn là một trong những cái con khỏe. Và em này thì chơi game quá là bá cháy luôn. Một trong những CPU cực kỳ là đáng mua trong thời điểm hiện tại. RAM thì mình sẽ có ở đây, đó chính là hai kit của Corsair nhá. Đây là 32x2, tức là 64GB trong kit này. Bus là 3600 động cơ. Về cơ bản ý, tại sao? Tại vì đơn giản là bây giờ mua 64GB thì cũng khá là đắt cho một chiếc kit DDR5, và việc có DDR4 thì rẻ hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì là hai chiếc ổ cứng 980 Pro 500 và 1T thì mình sẽ gắn vào đúng hai cái khe PCIe NVMe này nhá. Đều là 4.0 hết nên là không có gì phải lo lắng cả, tại vì hai cái này cũng hỗ trợ PCIe 4.0. Mọi sự bây giờ đã xong xuôi, bây giờ thì là lúc để gắn cái gông của chiếc tản nhiệt này vào. Đơn giản ý, thì vị khách chúng ta đang sử dụng đó chính là vỏ cây D40 anh em nhá, D40. Và cái vỏ cây này thì cái đằng sau này mình thấy cũng khá là trống, nhưng mình cảm thấy không tin tưởng lắm, thế nên là mình cứ gắn trước anh em ạ, cho nó đảm bảo. Chúng ta sẽ có ở đây, đó chính là chiếc Ryozen 2 240, tức là sẽ có một cái đèn led cực kỳ, cái màn hình led cực kỳ là to ở đây. Nhưng mà có một điều ấy là đại ra là mình cứ nghĩ rằng là chúng ta sẽ sử dụng được phép sử dụng, đó chính là chiếc quạt tản Noctua Industry PPC cực kỳ là xịn sò của Noctua này, nhưng mà khách thì lại mua tận là hai kit fan uni rồi anh em ạ. Đây, hai kit fan uni đây. Cái quạt này thì rất là dễ lắp, rất là thích để lắp, nhưng mà chúng ta lại không được cái độ yên tĩnh của một chiếc Noctua. Nhưng mà thôi, khách yêu cầu thì mình phải lắp thôi, chứ không biết gì nữa, đúng không? Công nhận là lắp liên các kiểu khó phết ấy, nhiều, khá là nhiều dây anh em nhìn này, đằng sau phải nhiều dây không này. Đấy, thì bây giờ cái thứ còn khó hơn cả ấy là lắp cục nguồn vào. Thì mình có ở đây là một cục nguồn 1200W anh em nhá. Và nó to,
nó dài, nó khủng bố, nó rất là lớn. Thế và bây giờ thì mình phải gắn nó vào trong cái vỏ cây này và DJ nào cho thật đẹp. Đây là một tác vụ gọi là thực sự là khó khăn. Cái vỏ cây này thì nó không dành để cho DJ rồi, tại vì cái vực DJ nó cực kỳ là khó luôn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó dài hơn nguồn bình thường nhá. Nguồn bình thường nó tầm đến đây thôi này, tầm đấy này. Còn cái cục nguồn này tại vì là 1200W thì nó cực kỳ là dài. Bây giờ thì mình sẽ gắn dây mainboard này cộng với cả dây để thừa ra một cái dây PCIe và mình sẽ đặt nó vào đây anh em nhá. Anh em ơi, vừa gắn xong cái nguồn rồi thì anh em vừa để ý là lúc nãy mình có bấm cái này bật công tắc lên. Cái này là điều cần rất là lưu ý nhá. Bởi vì trên chiếc cây D30, D40, những cái vỏ cây như này mà anh em mà quên bật này là anh em phải bỏ hết ra, gỡ hết cả nắp ra rồi anh em mới bật lên được anh em ạ. Thế nên là bây giờ là lúc thích hợp để bật công tắc lên. Thì cái tất cả mọi thứ dây dợ đã được đi xong rồi này. Bây giờ thì còn mỗi hai thứ thôi. Đó chính là một là cái hấp của tất cả những cái loại phà này. Thứ hai là cái vỏ cây này sẽ cần có một con cạc nữa đúng không ạ? 3080 của chúng ta cơ mà. Đợi một tí nhá, mình làm tẹo là xong ngay đây. Công đoạn cuối cùng của chiếc máy này đó chính là chiếc cặp màn hình của chúng ta. Thì mình đang có ở đây đó chính là chiếc 3080 và mình phải mở nó ra. Còn cái dao này 3080 nhìn trông rất oách, rất pro, rất VIP. Chiếc 3080 này thì sẽ có 12GB RAM GDDR6, tức là đây phiên bản theo mình nhớ là cao cấp hơn. Tại vì 3080 thường ấy sẽ là 10GB thôi, còn đây là 12GB. Thế là nó sẽ có thêm 2GB RAM. Nhưng mà nói thật ấy thì nhiều anh em cũng không dùng nhiều như thế đâu. Anh em nhiều khi chỉ dùng có đến 10 thôi, cũng không quá là cao. Thế nên là việc mà có 12GB là cũng tốt một tí. Vẫn đáng mua phiên bản 12GB anh em nhé, tại vì giá cơ bản nó bằng nhau. Thế nên là anh em nên tìm mua phiên bản 12GB. Và 12GB cũng là phiên bản mới hơn nữa. Thế nên là đảm bảo rằng nếu mà có những ai có đào coi ấy thì người ta sẽ đào coi ít trên chiếc cạc này. Đấy. Thì chiếc cạc này sẽ có yêu cầu là 3 đầu 8 pin anh em ạ. Thì bây giờ tí mà phải gắn thêm một cái đầu nữa. Trời ơi. Xong rồi. Đẹp lắm luôn đấy, nhìn này, 4 thanh RAM DDR của DDR4 của con xe là đẹp lắm luôn này. Ba cái quạt nhá, trên dưới nhá, khu vực này nhá. Để mình giải thích qua một chút những gì mà mình đã làm trong cái vỏ cây này mà những cái thứ khó khăn nhất mà mình làm nhá. Đầu tiên này, ba cái dây PCIe đúng không? Mình để ở bên trên này là câu chuyện đầu tiên này để che tránh được khỏi cái khu vực RGB này bị mất nhá. Thứ hai, mình đã phải gắn, anh em nhìn thấy cái dây sợ không? Mình đây đằng sau này là cái hấp của cái chiếc này này. Mà cái hấp nó dày lắm luôn ấy, cái dày cưng cưng gấp luôn. Vốn nó là đã ra phải nằm trước đây nhá, nhưng mà tại vì cái hấp nó dày ra một đoạn to như này khiến cho mình không lắp kín được, nên mình phải lắp đằng sau. Để mình để ý nhìn đằng sau này, cái hấp nhìn trông xịn thật, nhưng mà nó vừa khít luôn ấy, nó lệch đúng kiểu đúng 1mm so với cái cạc luôn. Chỉ cần dài thêm 2mm thôi là cái cạc này không gắn được vào đấy nữa đấy. Và dây đằng sau thì mình cũng đã đi rồi, bây giờ mình cắt dây cài Windows. Tại vì khách chúng ta đấy, bộ máy 100 triệu có cả Windows bản quyền luôn anh em ạ, sợ chưa? Đấy, thế là tí nữa mình sẽ cài Windows vào và chuẩn bị giao bộ máy này với cả chiếc ghế đến nhà khách nhá. Rồi, hiện tại đang chuyển chiếc ghế Univen Univen Unicorn vào trong nhà ấy rồi. Thực sự may mắn là cái ghế này nó có chân này, nó có bánh này. Nói chung là con bọ cạp ấy, nó là 4 cái chân bọ cạp, 4-5 cái chân. Chứ bây giờ mình để vào ấy nhá. Ghế này thì nó không phải là chiếc Scorpion, cũng là Cloven nhưng mà không phải là Scorpion anh em ạ. Mà là không phải là cung bọ cạp nữa mà là cung ngựa sừng.
thì cái chiếc ghế này nó sẽ đặc biệt hơn một chút là nó sẽ đi kèm một chiếc ghế rất là gaming, một chiếc ghế vô cùng là gamer luôn. Đấy, và đồng thời nhá, chúng ta sẽ còn có một cái rất là hay ho, đó chính là cái nhiệt và massage của nó. Thế thì nó mình sẽ thả lên xem anh em xem thế nào nhá. Ui, trời ơi, đẹp thế nhở. LED này, ở khu vực này, ở khu vực dưới này. Đằng sau có LED không anh? Sau cũng có luôn nhá, sau cũng có luôn. Rồi, bây giờ thì lắp hai bên trước anh nhỉ? Lắp hai bên xong rồi mới lắp màn sau nhá. Thì bây giờ có vẻ khó khăn lắm. Anh khách cũng định bảo là đẩy ra ngoài này cũng được mà, không sao, không vấn đề gì cả. Đi. Nữa nha, nữa nha. Vâng, ok. Đấy. Sẽ còn có cả ngửa ghế đằng trước, ngửa ghế đằng sau này. Sẽ còn có... Úi dồi, đây anh em ơi. Đấy, chuyển chân ra đằng trước này. Trời ơi. Đây và sẽ còn có tắt đèn, bật đèn. Đấy, đèn này đọc báo nhá. Đổi cái chế độ đèn này. Mình thấy... Rồi, ok này. Cái lắc này thì có vẻ như là mình chưa gắn cái kia vào, cho nên là mình chưa có. Nhưng mình cứ để bật cái đèn này lên, để tí nữa anh em chuyển nhá. Và còn có cả chỉnh RGB trên này nữa này. Nhưng mà mình chưa bấm được, đợi tí nữa mình set. Rồi, ok. Đây, trên này này. Đấy, chỗ chỉnh cái kiểu này. Rồi, bây giờ thì lắp màn thôi nhỉ. Hiện tại thì bộ máy đã hoàn thiện rồi, anh em thấy không? Này, bàn phím này, chuột gaming này, tai nghe này, không dây đầy đủ này, màn hình cả 3 chiếc, ghế đã đầy đủ. Cái bộ massage thì nó lại bị tháo rồi, tại vì là cảm thấy có vẻ mùa hè hơi nóng đúng không bạn nhỉ? Đúng rồi, mùa hè thì hơi nóng. Rồi, thì bây giờ mình hỏi bạn nhá, là bộ máy này bạn đã tiêu mất bao nhiêu tiền rồi? Bao nhiêu tiền lì xì bị mất rồi? Cái này thì hơi khó nói thế, nhưng mà số tiền cũng khá là nhiều. Khá là nhiều à? Khoảng độ 225 chai. 225 chai, ui trời ơi, thế thì quá cháy rồi. Thế thì bây giờ nhá, với 225 chai đấy thì bạn đang sử dụng cái này để làm gì? Dạ, mục đích chính thì là để làm việc các anh ạ. À, làm việc à? Còn mục đích phụ thì có thể là mình chơi game giải trí một chút thôi. Ví dụ như là Microsoft Minecraft đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Adobe Valorant, đầy đủ luôn. Thế thì, ok, vậy thì bạn cảm thấy rằng là cái trải nghiệm mà chúng mình đến đây lắp máy như nào ạ? Để mà cái trải nghiệm của mình từ lúc ở bên Hacom thì các bạn tư vấn khá là nhiệt tình, tư vấn rất là tốt. Lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất mà phù hợp với cả lứa tuổi của mình. Đã build cho mình một dàn máy khá là tuyệt vời mà mình rất là ưng ý. Từ thái độ đến cách làm việc của các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn làm việc từ 6 rưỡi cho tới đến 1 giờ, bây giờ là 1 giờ 30 rồi. Mình thực sự là nể các bạn ấy khi mà làm việc đến giờ như thế này. Rồi, thế thì mình thực sự rằng hy vọng bạn có thể làm việc tốt nhất này, quẩy game tốt nhất này, party tuyệt vời nhất trên chiếc ghế này và thoải mái nhất vào cả mùa hè lẫn mùa đông nhá. Rồi thì rất là cảm ơn bạn đã qua bên Hacom chúng mình để gọi là lựa chọn sản phẩm và mua hàng. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn. Và xin cảm ơn anh em đã xem video này nhá. Hẹn gặp anh em tại video sau.